Đồng bào mau mắn copy hai hình ảnh đặc biệt này, rồi ôm hai hình ảnh này cùng ảnh tượng thánh giá Chúa Giêsu xuống đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản từ Bắc chí Nam, từ Nam ra Bắc. Chắc chắn thế giới cộng sản sẽ tan rã và Tàu Cộng sẽ rút về nước, cũng như chúng ta sẽ không đổ một giọt máu, vì hai hình ảnh này có phép lạ đi chung để bảo vệ chúng ta và gia đình chúng ta. Nhớ copy hai hình ảnh này rồi xuống đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản. Đây là hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung, và đây là hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong trên khắp các mặt trận trên quả địa cầu đã hiện ra trên mây để đồng hành cùng chúng ta làm việc giải tán thế giới cộng sản, và đồng thời dằn mặt bọn tài phiệt quốc tế, cũng như để dằn mặt bọn tham nhũng hung dữ ác độc, đầu cơ tích trữ, tham lam, ích kỷ kiêu ngạo, lo đong đầy những túi tham không đáy. Đây là hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung. Đây là hình ảnh có phép lạ đi chung để bảo vệ chúng ta khỏi những kẻ ác. Đây là hai hình ảnh đặc biệt có phép lạ đi chung mà người Việt Nam chúng ta đã nhận lãnh được trước. Đồng bào mau mắn chấp hành gấp, đây là sấm lệnh từ Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại ban ra. Hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2017 dương lịch. Đồng bào khẩn cấp chấp hành gấp copy hai hình ảnh này, và đồng thời tạo cho mình một ảnh tượng thánh giá, rồi ôm ảnh tượng thánh giá cùng hai hình ảnh phép lạ này xuống đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản gấp. Ông rồng đẹp quá kìa, thấy cái đầu không? Đầu rồng đó, đây nè, con cổ nè, cái đầu nè, con cổ là cái mình nè. Wow, đẹp quá, ông rồng quá. Wow, thấy đầu rồng không? Ông rồng không? Đẹp. Quá đẹp luôn. Wow. Đầu rồng đấy à. Thấy không, rồng nguyên rồng thấy không? Mình rồi đuôi rồi đầu nè, đầu. Thank you.
Động đất tsunami sẽ xảy ra ở tại miền Đông Bắc. Nước biển sẽ dâng tới mây và sẽ tiêu diệt một số quốc gia trên quả địa cầu. Và đương nhiên tại nơi đây sẽ bị thiệt hại nặng nề nhất. Đó là miền Đông Bắc Á Châu. Đây là đất nước Tàu Cộng Bắc Hàn và Nga Xô. Ở trên này, đây là Tàu Cộng và đây là Bắc Hàn. Phía bên này là Nhật Bản. Tuy nhiên thiệt hại nặng nề nhất là ở tại Tàu Cộng sẽ bị thiệt hại nặng nề nhất, cũng như ở tại Bắc Hàn. Kế đến nữa là Nga Xô. Lúc đó người dân ở tại nơi đây sẽ nổi dậy và sẽ xử tử hình, cũng như sẽ bầm bọn cộng sản độc tài hung dữ ác độc bấy lâu nay. Và cũng như ở tại Việt Nam cũng thế, người dân sẽ nổi dậy và sẽ bầm bọn cộng sản độc tài hung dữ ác độc bấy lâu nay. Cũng như khắp nơi trên quả địa cầu sẽ bị ảnh hưởng nặng nề vì cơn động đất tsunami nước biển dâng tới mây. Người dân sẽ đau khổ, thiếu thốn ở khắp quả địa cầu, sẽ nổi dậy và sẽ xử tội nặng nề những kẻ tự do quá trớn, giàu có hung dữ, ác độc, kiêu ngạo, hách dịch bấy lâu nay. Bởi vì những kẻ đó cũng chẳng khác gì bọn cộng sản độc tài hung dữ ác độc bấy lâu nay. Đồng bào Việt Nam nhớ vào trang website faithgodjesuschrist.com xem xét học hỏi. Đây là trang website đây. Rồi copy những hình ảnh này phân phát cho đồng bào bá tánh nhân loại được biết gấp. Bởi vì tận thế đang chuyển mình. Và chỉ có những kẻ nào thật sự ăn năn sám hối, sống theo những điều chỉ dạy của cha trời Giê-xu, cũng như sống theo những điều chỉ dạy của ông bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta, là hãy tha thứ đùm bọc cho nhau, và trước tiên là hãy thờ ông trời, cha trời thượng đế toàn năng, mà ông bà tổ tiên chúng ta dạy là thờ ông thiên. Ông thiên tức là ông trời đó, mà ông trời tức là cha trời thượng đế toàn năng. Ngài chính là ông thiên, Ngài chính là ông trời, Ngài chính là Chúa Cha toàn năng, và người đại diện cao cả nhất của Cha Trời Thượng Đế toàn năng đó là Cha Trời Giê-xu. Và Ngài đã hiện ra trên mây để cảnh báo và hướng dẫn nhân loại là hãy mau mắn ăn năn sám hối, lập công chuộc tội, và cách tốt nhất và duy nhất là sống theo những điều chỉ dạy của Ngài. Ngài là Thiên Chúa Trời Giê-xu. Và đây là hình ảnh gia đình Vương Đạo Đại Việt, tức là đồng bào dân tộc Việt Nam chúng ta đây. Có rồng phụng đầy đủ hiện ra trên mây để chứng giám cho việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại do ta lãnh đạo theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta ban cho, cũng như cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong ban cho và luôn luôn bảo vệ chúng ta làm việc. Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại thông báo cho tất cả nhân loại được biết gấp về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra, và nhân loại mau mắn ăn năn sám hối, gấp mau mắn ăn năn sám hối, sống theo những điều chỉ dạy của Cha Trời Giê-xu. Đây là cách duy nhất để được cứu rỗi, bởi vì chỉ có Cha Trời Giê-xu là đứng duy nhất mới có thể cứu rỗi chúng ta mà thôi. Ngoài ra, chẳng có một đứng nào khác đâu. Nhớ những gì ta cảnh báo ngày hôm nay. Vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Vì thế, các ngươi hãy mau mắn nghe lời ta nhắc nhở và khuyên bảo, cũng như dạy bảo. Ta chính đây Phụ Đổng Thiên Vương tái thế, Vương Đạo Đại Việt công bình bác ái thiện lành nhân bản, vân lĩnh Cha Trời Thượng Đế toàn năng làm việc lãnh đạo cứu nguy Việt Nam và nhân loại.
theo lệnh của cha trời thượng đế toàn năng ban cho. Y sư Thánh Giống kính chào tạm biệt và đang mong chờ đồng bào sắp xếp mau mắn đón rước ta về Việt Nam để làm việc gấp, vì thời chuẩn bị của ta làm việc ở hải ngoại đã xong rồi. Đây là cơ hội tốt nhất và là cơ hội sau cùng cho những ai ước ao được lập công chuộc tội.